Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ test thử cho bạn nghe cái mạch chỉnh âm sắc, chỉnh bass mid chest, mạch chỉnh 3 đường tiếng sử dụng ICNE5532. Đây là mạch mình sẽ test giới thiệu với các bạn. Cái mạch này nó sử dụng điện áp đối xứng 15V, nguồn đôi đối xứng 15V, chỉnh được 3 đường tiếng. Mình sử dụng cái mạch khuếch đại để mình test nó là cái mạch khuếch đại Tera A7294. Công suất 2.1 là 68W cộng 68W cộng với 120W. Mình sử dụng cái cặp loa Soundmax BN10 cờ để mình test mỗi loa là công suất 30W. Với mình sử dụng cái loa xuất là đường kính 10-16cm, đường kính 1:6. Cái loa xuất để mình test. Đây là cái mạch. Bạn có thể tham khảo cái mạch này ở trên mạng. Mạch khuếch đại Tera 7294. Công suất 68W cộng 68W cộng 120W. Đây là cái mạch mình sẽ test cho bạn. Trước tiên thì mình sẽ test thử cái mạch khuếch đại này khi mình chưa gắn cái mạch âm sắc, để cho bạn nghe cái âm thanh nó khi chưa có mạch âm sắc. Rồi sau đó mình sẽ gắn cái mạch âm sắc vô mình test cho bạn. Đây mình lấy âm thanh từ máy tính. Âm thanh từ máy tính mình chạy trực tiếp vào mạch khuếch đại. Chưa có vợ Út ơi. Thì chưa có vợ không đó. Thiệt mà. Út nghe nói con trai ở thành phố khéo nói chuyện lắm á. Không có đâu Út. Anh thương Út từ lúc mà Út còn nhỏ xíu kìa. Mèn ơi, còn nhỏ xíu mà anh biết yêu rồi hả? Anh thương Út chăm chỉ, hiếu thảo với mẹ cha, khéo léo siêng năng nhất làng. Cô bác ai nấy khen thầm, cô Út thiệt là dễ thương, ước gì Út là dâu. Nghe anh khen nức nở, Út mắc cỡ làm sao. Bây giờ mình sẽ bắt đầu test cho cái đầu vào của âm thanh qua cái mạch chỉnh âm sắc, sau đó chúng ta mới out ra cái mạch khuếch đại. Đây là cái mạch âm sắc chỉnh 3 đường tiếng, các thứ được nút chỉnh là nút tỉnh, tiếng chép, tiếng mic và tiếng bass, nút volume tổng. Thì mình thích sử dụng các mạch 3 đường tiếng hơn là cái mạch 2 đường tiếng bass chép. Cái mạch này thì nó có tầm giá dưới 200.000. Mình test cái mạch này mình đang sử dụng cái nguồn đôi 12V, tại mình chưa có nguồn 15V đối xứng. Mình cấp nguồn ở cái đầu vào đây. Bạn thấy có cái tụ nguồn này, các con IC ổn áp đây. Ở đây hai con IC chỉnh con NE5532. Đầu vào audio in đây, audio out đây. Đó là cái mạch của nó. Các nút chỉnh mình đang để ở cái mức 0 hết, tất cả đều mức 0. Bây giờ mình bắt đầu mình mở nha và mình tăng cái mấy cái nút này lên. Chịu về thăm quê á. Thì tại vì anh nhớ thương cô
có vợ Út ơi. Thiệt chưa có vợ không đó? Thiệt mà. Út nghe nói con trai ở thành phố khéo nói chuyện lắm á. Không có đâu Út, anh thương Út từ lúc mà Út còn nhỏ xíu kìa. Mày ơi, còn nhớ xíu mà anh biết yêu rồi hả? Anh thương Út chăm chỉ, hiếu thảo với mẹ cha, khéo léo xin năng nhất làng, cô bác ai nấy khen thầm, cô Út thiệt là dễ thương. Thank you.
sau khi mình test cái mạch trình âm sắc 3 đường tiếng bát mitchell này thì mình thấy nó mạch là tương đối cũng ổn định, ok. Nó tăng cái độ lợn của tiếng bát, tiếng mid, tiếng chép. Nếu mà các bạn nghe, các bạn muốn thay đổi ba cái tần số này, nó rất thích hợp để các bạn nghe nhạc về, nhạc bolero, do cái tiếng mic nó chỉnh được, tiếng chung đó, tiếng hát. Các bạn nghe nhạc sàn nó cũng rất là tốt, nó tăng cái độ lợn của tiếng bát ở tiếng chép lên rất là mạnh. Ở video mình test thử cái mic khuếch đại âm thanh sắc tới đây kết thúc. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ kênh mình các bạn nhé. Thân chào và hẹn gặp lại các bạn.